Mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Toyota Bình Dương. Như các bạn đã thấy, đây, Toyota Rai, một chiếc xe đã được ra mắt cách đây hơn một năm, với doanh số đâu đó khoảng 500 đến 700 chiếc mỗi tháng, là một con số đáng chấp nhận được với nhà Toyota. Nhưng với những hãng xe khác thì đây là con số đáng mơ ước. Oh my God! Wow! Với con số đáng mơ ước như vậy, vậy đâu là điểm nổi bật của Toyota Rai để nhiều khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn hơn cho dòng xe này? Thì hãy theo chân Tùng, Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn biết đâu là những điểm nổi bật của Toyota Rai. Toyota Rai với thiết kế cổ điển, hài hòa nhưng không kém phần thực dụng, được trang bị trên chiếc xe với bộ mâm 17 inch dành cho một mẫu SUV phân khúc A. Phía sau xe, cụm đèn cùng với dàn nhựa được vuốt dài ra hai bên, tăng cảm giác sang trọng. Cùng với đó là hai cảm biến lùi, một tính năng an toàn cần thiết. Với thiết kế khoang hành khách được chia là 3 phần rõ rệt, cùng với đó là trụ giữa to hơn, tăng cảm giác thể thao hơn. Sử dụng nút bấm đơn giản, tất cả những chế độ trên này dễ dàng cho việc sử dụng và tiện lợi. Với đó là hộp số DCVT, một hộp số được hỗ trợ giữa bánh răng và dây đai. Hộp số mới, sang số êm, đồng thời xe rất lớn. Khoang hành khách rộng rãi, thoải mái, không thua kém những người đàn anh phân khúc B. Ngoài những tính năng Tùng vừa chia sẻ thì Toyota Rai còn được trang bị cả 6 túi xí, hệ thống ABS, VSC, BA và đồng thời có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cách ngang phía sau RCTA. Để cho các bạn và quý vị được hiểu rõ hơn về chiếc Toyota Rai thì hôm nay Tùng có mời một bạn nhân viên của Toyota Bình Dương luôn. Bạn đang sở hữu chiếc Toyota Rai và cũng đã sử dụng có một thời gian, thì hôm nay Tùng có mời bạn Hiếu. Dạ, thì hôm nay Hiếu giúp anh chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn biết rằng tại sao Hiếu lại chọn cái dòng xe Toyota Rai này, và đồng thời sau một khoảng thời gian Hiếu sử dụng chiếc xe Toyota Rai thì Hiếu có cảm nhận gì về chiếc xe này? Đầu tiên là xin chào các bạn trong chương trình YouTube của ngày hôm nay ha. Thì đến với cái câu hỏi của anh Phương Tùng đặt ra cho mình, thì tại sao mình lại lựa chọn về cái dòng xe này? Đầu tiên là về cái ngoại thất ha, cái ngoại hình nó khá là trẻ trung và nó phù hợp với lại cá nhân Hiếu. Đầu tiên là mình sống ở Sài Gòn này, một cái phân khúc A nhưng mà độ rộng rãi là phải gọi là phân khúc B. Tiếp theo là gầm cao, đường Sài Gòn thì bao lội nước rồi nên là sẽ khá ổn trong phần đó, và nó sẽ hỗ trợ cho mình về đi lại, và điều đầu tiên là phải tiết kiệm xăng đi làm hàng ngày mà một chấm. Nhưng mà về phần turbo thì khá ổn, từ khi mình tăng tốc thì nó đạt được những cái chỉ số mình mong muốn. Đúc kết lại thì chiếc xe nên mua. Và đó là những chia sẻ của Tùng và của khách mời ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy cho Toyota Bình Dương một like. Đồng thời, cần hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ số hotline bên dưới để được tư vấn bán hàng, liên hệ kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.